Vâng, những câu lạc bộ như vậy là một điều mà tất cả chúng ta mong muốn là sẽ có ít đi chứ không phải có nhiều lên. Và có lẽ rằng chúng ta nhớ đến một câu nói đấy, đó là kính vợ đắc thọ là câu nói hài hước của những người đàn ông thường vào ngày 1 tháng 3 này. Và có thể thấy rằng là liệu đó có phải là biểu hiện của sự sợ vợ hay không? Có người thì cho rằng đó là sợ vợ, cũng có người lại nghĩ đó là nể vợ mà thôi. Từ yêu vợ, nể vợ đến sợ vợ là một ranh giới khá mong manh. Và nể thế nào để không mang tiếng là sợ vợ? Thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời là nữ nhà văn Trang Hạ và tiến sĩ tâm lý học Phạm Mạnh Hà đến từ Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam để cùng bàn về chủ đề này. Trước tiên là xin cảm ơn hai vị khách đã không quản mưa gió để đến với chúng tôi trong một ngày đặc biệt như thế này. Và nhân dịp 8 tháng 3 thì chúc chị Trang Hạ cũng như là những người phụ nữ thân yêu của anh và chị luôn luôn có hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này thì xin mời hai vị khách sẽ cùng chúng tôi theo dõi một clip đặc biệt sau đây. Gì thế anh? Anh nhờ một lát này. Anh bảo thằng Tùng cùng phòng anh ấy, hôm nay nó tổ chức liên hoan, mai nó vào Sài Gòn rồi, nó công tác ở trong đấy một năm cơ. Cho anh ra quán uống nó vài cốc bia nhá. Anh lại đi uống bia à? Một lát thôi. Suốt ngày bia bọt thôi. Vài cốc thôi. Anh mà đi á, có mà đến nửa đêm mới về ấy. Anh đi một lát rồi anh về luôn mà. Em hôm nay đang mệt lắm. Có bao nhiêu việc chưa làm với kiểu cơm mình chưa nấu xong. Các con thì còn chưa tắm đây này. Mà quần áo này bảo anh giặt anh không giặt cơ. Mọi việc em cứ để đấy, lát anh về anh làm hết cho. Em chỉ việc cho các con ăn thôi. Không, anh giỏi nịnh lắm. Tí anh lại về muộn thì chết em. Anh hứa mà lần này không thế đâu nhá. Thôi được rồi. Anh đi nhưng mà nhớ về sớm ấy nhá. Anh hứa. Về muộn là chết với em ấy. Anh hứa. Rồi, thế thì em đi nấu nốt nồi canh đây, không có cháy mất rồi. Ừ, một lát anh nhớ đấy nhá. Anh nhớ rồi. Bố ơi, bố ở nhà với con đi. Bố đi một lát rồi bố về luôn nhá. Con ở nhà với mẹ ngoan nhá. Bố đi mà. Bố đi một lát thôi. Bố ở nhà với con đi. Bố đi một lát thôi nhá, ở nhà ngoan. Ừ, mày à. Ừ, vẫn chỗ cũ nhá. 7 giờ. Ừ, tao đi luôn đây. Thế nhá. Có thể thấy là một tình huống khá hay gặp ở những cánh đàn ông chúng ta đúng không ạ? Theo tiến sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà thì xem những hành vừa rồi thì qua kinh nghiệm bản thân và trên thực tế của bạn bè thì anh thấy hành động người chồng trong clip có phải là sợ vợ không ạ? Dạ vâng, cái này thì nhìn nhiều góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ có cái quan niệm khác nhau. Với những ông đàn ông thì ông cho rằng đấy là sợ vợ. Rõ ràng là đàn ông thì phải mạnh mẽ, cái gì phải xin, mà rõ ràng là đi là phải đi, nhiều khi phải quát vợ thì mới gọi là oai. Do đó thì hành vi này trong clip này, chàng trai này là sợ vợ đấy. Thế tuy nhiên thì ở dưới góc độ những cô vợ thì rõ ràng những người phụ nữ cho rằng như thế là một sự tôn trọng, đó là tình yêu. Thế còn tất nhiên ở góc độ về mặt tâm lý, tôi thấy rằng rõ ràng hành vi này nó che giấu một cái việc làm gì đó mờ ám mà người đàn ông không muốn để cho vợ mình biết. Đấy là một cách để làm nhẹ đi, dịu đi cái mối quan hệ vợ chồng. Vâng, là một nhà văn mà đã viết rất nhiều về vấn đề gia đình cũng như là tâm lý thì chị Trang Hạ chắc nhìn nó ở một góc độ nhà văn nó sẽ khác chứ ạ? Trang Hạ nghĩ rằng đây không phải là sợ vợ hay là nể vợ đâu ạ, mà đây chẳng qua là nịnh vợ thôi ạ. Còn anh đàn ông đó thì anh ấy luôn có rất là nhiều chiêu trò để anh ấy làm được những điều anh ấy muốn, và nịnh chính là một trong những chiêu trò đó ấy anh ạ. Đàn ông chúng tôi thì thường nói rằng là nhiều người bị quy vào đây là sợ vợ. Vậy sợ và nể nó có khác gì nhau và tại sao chúng ta lại phải tránh như vậy, làm nào để phân biệt anh ạ? Dạ vâng. Cái này nó xuất phát từ một cái quan điểm mà mang tính truyền thống, đó là ở trong cái ở trong quá khứ ấy, trong cái giai đoạn phong kiến ấy, thì người ta cái xã hội rất là kỳ vọng vào người đàn ông đó phải sự mạnh mẽ và cái sự quyết đoán. Do đó thì họ thường chê cười những người đàn ông mà yêu vợ hoặc là nịnh vợ hoặc là có một cái chút gì đó mà có thể là sợ vợ. Bởi vì họ cho rằng như thế là không phải, không ra mặt người đàn ông. Do đó thì thường những người đàn ông như vậy sẽ bị xã hội, sẽ bị những cái cộng đồng người ta sẽ lên án. Và đặc biệt là những người đàn ông, người ta rất là sợ hãi bị mất đi quyền lực của mình. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái sự sợ và nể nó rất là khác nhau.
nếu mà nói về cái thuật ngữ về khoa học một tí đi, thì người ta thấy rằng khi nói sợ là người ta muốn nói một cái trạng thái cảm xúc rất là đau khổ, tột bậc khi đứng trước một sự đe dọa nào đó đến tính mạng, đến cuộc sống, đến lợi ích của người ta. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống đâu ông chồng đâu phải sợ vợ đến mức độ giống như là đứng trước một con cọp hay một con sư tử mà chúng ta vẫn hay nói, đúng không ạ? Do đó thì cái sợ mà chúng ta hãy nói trong nháy nháy ở đây là chúng ta muốn nói đến là cái người đàn ông nhún nhường, có thể là nể vợ hoặc kính trọng vợ, hoặc là bên trong đó có thể chứa được một cái tình yêu nào nó quá lớn để người ta không dám hoặc là không dám thể hiện là cái vai trò theo kiểu chúng ta vẫn nói là gia trưởng của người đàn ông truyền thống. Với chị Trang Hạ thì những chi tiết này sẽ là những cái dữ liệu để chị đưa vào trong văn chương của mình rất là đặc sắc. Vậy chị có những trường hợp cụ thể nào để chúng ta có thể thấy được điều này không ạ? Trang Hạ nghĩ là sự nể vợ thì chắc là nó nằm ở trong đầu óc, quan trọng hơn là nằm trong cái hành vi cử chỉ xuân xoe nịnh bợ ở ngoài. Trang Hạ nghĩ rằng là bình thường ở trong đời sống gia đình, đôi khi người chồng có làm một cái điều gì đó và nghĩ đến người vợ, nghĩ rằng là mình sợ cô ấy buồn, nói đơn giản hơn là sợ cô ấy bị tổn thương, thì bản thân cái lúc mà vợ không có mặt và cái điều đó, ý nghĩ đó ở trong đầu người đàn ông thì nó quan trọng hơn là những cái động thái nịnh khi mà có mặt hoặc là để lấy lòng người vợ. Nghe vậy thì tôi nghĩ rằng là nó nghiêng về từ nể hơn, phải không anh ạ? Và nể vợ có thể coi là một biểu hiện của sự độ lượng, nhường nhịn, hay là còn bởi một lý do khó nói nào khác anh ạ? Dạ vâng, khó nói đấy. Thực ra thì chúng ta nhìn cái clip chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái nể vợ ấy, hoặc là chúng ta nói nhường nhịn vợ, thực ra thì người đàn ông họ cũng thấy được rằng cái lỗi của mình. Đôi khi những người đàn ông có lỗi thì bao giờ họ cũng sẽ có những cái thái độ gọi là nhún nhường đi một tí để coi như là xoa dịu, và cũng thể che giấu đi một cái mục đích gì đó. Chúng ta vẫn nói vui vui thôi, vì hôm nay chắc là cái ngày mà cũng hướng đến ngày kỷ niệm phụ nữ 1 tháng 3 thì vui vui thôi, đó là họ cũng không tránh đi những cái sự tức giận hay là tránh đi những cái cảm xúc không vui đối với người phụ nữ. Do đó thì thường họ sẽ có một cái hành vi gọi là né tránh hoặc là nể vợ là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là ngoài cái tình yêu, ngoài sự độ lượng thì nghe có vẻ nó hơi quá, thực ra là như thế. Thực ra đàn ông thì đối với phụ nữ thì cái độ lượng thì nghe có vẻ là bề trên đối với bề dưới, nhưng ở đây tôi nghĩ rằng đấy chính là cái sự tôn trọng, cái tình yêu thương. Và bên cạnh đó thì đôi khi đó là sự che giấu những cái tội lỗi nào đó mà đàn ông gây ra đối với người phụ nữ yêu thương của mình. Vâng, nhưng mà từ xa xưa thì cha ông ta đã luôn luôn có những câu chuyện tiếu lâm, có những câu chuyện cười về vấn đề sợ vợ để làm cho không khí gia đình cũng chính bớt căng thẳng lên. Và có phải chăng là một phần làm cho các cô vợ cũng sẽ tinh thần sẽ đi lên hơn không ạ? Bà con hay nói đùa với nhau như thế này ạ, thì thường sẽ có tấm biển là đàn ông rẽ trái, còn phụ nữ thì không cần biển gì cả, bởi phụ nữ luôn luôn rẽ phải, nói phải, làm gì cũng phải và suy nghĩ gì cũng phải, vì thế nên chắc chắn cô ấy sẽ rẽ phải. Thực ra những câu chuyện tiếu lâm đó chỉ làm cho chúng ta hiểu rằng là cái tình cảm giữa vợ chồng thực ra là nó rất là nồng nàn và nó có rất nhiều sắc thái để biểu hiện ra, chứ không phải là để đàn ông sẽ là chỉ trích phụ nữ hoặc để phụ nữ chê bai những ông chồng. Bởi nói cho cùng, Trang Hạ nghĩ rằng là chẳng có ai hiểu chồng mình bằng phụ nữ, cho nên là dù ông ấy giở chiêu trò gì, ông ấy nịnh, ông ấy nể hay ông ấy sợ, phụ nữ luôn biết cách cầm cương cho mọi cuộc thương lượng. Đó là quan điểm của người phụ nữ thôi. Chứ còn từ cái khoảng cách yêu vợ, nể vợ đến sợ vợ nó rất là mong manh. Tiến sĩ Hà nghĩ sao về vấn đề này? Dạ vâng, cũng rất mong manh đấy ạ. Thực ra thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó liên quan đến cái mối quan hệ giữa hai cá nhân. Thực ra nếu mà cả hai bên đều xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ sự bao dung, xuất phát từ cái sự tôn trọng lẫn nhau, thì cái chuyện nể hay không nể không quan trọng, bởi vì lúc đó là nó thể hiện một cái tình cảm giữa hai người. Thế tuy nhiên đây, nếu mà một trong hai người sử dụng cái quyền lực của mình, ngay ở đây chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta vẫn hay nói cái câu chuyện rằng là người trong bạo lực gia đình thì đàn ông sẽ là cái chủ thể của cái hành vi bạo lực, nhưng chúng ta không biết rằng là phụ nữ cũng có thể là chủ thể của hành vi đó. Mà khi mà phụ nữ là chủ thể hành vi bạo lực, tức là người ta sử dụng các quyền lực của mình, người ta sử dụng những cái cách thức của mình để mà trấn áp người đàn ông, thì chắc chắn là lúc đó là ông mà không dứt ra được thì có lẽ là cũng rơi vào trạng thái sợ đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng cái trường hợp này cũng không nhiều đâu. Phụ nữ chúng ta, những người phụ nữ chắc là cũng hiếm có mất vài người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là cái khi chúng ta đã đến cái nỗi trạng thái sợ rồi thì có lẽ là cái mối quan hệ gia đình nó đang gặp vấn đề. Còn khi chúng ta còn nể vợ, hay còn chúng ta gọi là yêu vợ hay là tôn trọng vợ, thì lúc đó cái mối quan hệ của hạnh phúc gia đình lúc ấy là thực sự là đang là có cái sự rất là bền vững và bền chắc. Vâng, đấy là mong muốn của tất cả chúng ta. Nhưng với cánh đàn ông thì luôn luôn có một mong muốn là được làm thế nào để mà cái sự nể nó không thành sự sợ,
và để không mang tiếng với bạn bè chẳng hạn, thì vậy chị có quan điểm thế nào? Trong gia đình Trang Hạ luôn có câu nói là sợ người ở phải, hãi người cho ăn, cho nên nếu như những ông chồng nào sợ vợ thì chắc phải xem lại cái cách ứng xử hoặc cách ăn ở hoặc cách sống của chính ông đó, chắc ông ấy quá lười phục tự phục vụ hoặc là có những cái lỗi lầm gì đó mà với bà vợ mà khuất mắt trông coi chúng ta không nhìn thấy. Nên nghĩ cho cùng á thì Trang Hạ nghĩ rằng là hai vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, trò chuyện và không ai phải sợ ai, đó mới là cái điều mà tuyệt vời nhất trong một mối quan hệ gia đình. Vâng, và tôi cũng có nhớ rằng là nhà văn Trang Hạ thì mới một bài viết, đấy là đẹp không phải là nhan sắc. Và chúng tôi cũng luôn luôn nghĩ một điều rằng là người phụ nữ đẹp ngoài nhan sắc thì vẻ đẹp tâm hồn, và những gì họ ứng xử cũng sẽ khiến cho không khí gia đình và tất cả những cái hành xử nó đúng đắn và nó tế nhị hơn, để những người đàn ông sẽ đến với từ nể một cách cũng cảm thấy thoải mái hơn, phải không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Trang Hạ và tiến sĩ Phạm Anh Hà đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về vấn đề này.